Các bác nhìn các bác đã thấy thích chưa? Nhìn là đã mê luôn rồi. Những sản phẩm này thì báo cáo các bác là bác chỉ cần nhìn các bác đã mê rồi. Thì là nó nhìn này, nó tinh xảo từng đường nét, từng chi tiết một. Cái ngoài cùng hộp vuông vuông đây, đó là cái sông trầm. Dùng các bác dùng để sông trầm, bây giờ nó ở trên các trang YouTube, Google họ bán những cái nụ trầm đấy bằng này. Các bác chỉ cần châm nụ trầm nó để vào đấy. Sông trầm hoặc là sông bằng cho than mà cho bồ kết hay cho cái gì, các bác thích sông gì sông. Các bác chỉ cần là cho một cục than nhỏ trong đấy làm mồi, còn các bác thích cho có sông gì thì sông. Còn đa số là họ dùng để sông trầm. Là nhiều. Cái sông trầm này hộp vuông. Sông trầm vuông, sông trầm vuông. Có mức giá là 1.600.000. Sang đến bên đây, nó gọi là hũ tụ bảo tụ bảo. Cái hũ này gọi là chiêu tài hút lộc. Chiêu tài hút lộc. Tụ bảo mà. Tụ bảo được ngồi trên một cái đài sen. Hũ tụ bảo này ở trên thì chiêu tài hút lộc vào và có một chú cốc. Tóm lại chiêu tài hút lộc, cốc này là hút lộc vào là cốc, lại còn có chú cốc để bảo vệ luôn. Bao nhiêu lộc lá đã vào hết đây không thể ra. Đó, chú cốc này này. Người bảo vệ luôn nha. Thấy được chưa? Đây cái hũ tụ bảo này có mức giá 2.900.000. 2.900.000 ạ. Còn sang đây. Đây là cái tháp Văn Xương, tháp Văn Xương được đúc bằng đồng. Tháp Văn Xương này có 13 tầng. 13 tầng, tháp Văn Xương hay 13 tầng. Đây gọi là dòng tháp Văn Xương loại nhỏ. Vừa phải thôi. Còn loại to nữa cơ. Loại to thì nó liên quan đến đặt những cái bàn to. Còn những cái loại nhỏ là các bác mua cho biếu tặng thủ trưởng, các thầy giáo, cô giáo. Nói tóm lại là tháp Văn Xương này là nó nói về truyền thuyết của thầy Văn Xương học rất là giỏi luôn, thi trường nào đỗ trường đấy, gọi là tháp Văn Xương đấy. Tháp Văn Xương là biểu tượng cho sự học hành thăng quan tiến chức, tóm đi tóm lại là tất cả nó về sinh mệnh là nó liên quan đến học tài và quyền lực, có nghĩa là học vấn. Nên tóm lại là những cái này các bác mua có thể dùng cho con cái mình, cho con cái mình để trên nóc tủ bàn học chẳng hạn, hay là mua tặng thầy cô hoặc là các sếp thủ trưởng. Người ta rất quý những cái này nhé, những cái này các bạn. Những cái tháp này nó mới quý, chứ còn những cái tháp các mua mới tinh thì nó đã không có giá trị lắm đâu. Những cái này nó mới có giá trị nhé, những cái này nó mới quý. Còn cái mới thì nó làm gì. Đấy, coi nhé, những cái này nó mới có giá trị. Nó 13 tầng quá nhé, mức giá là 1.300.000. 1.300.000 nhé. Em đếm cho bác nhé, tầng nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tầng. Đúng 13 tầng ạ. Tháp nó gồm có 9 tầng có và 13 tầng. Đấy, 13 tầng tháp được chưa? Nhất tài luôn nhá. Nhất tài luôn đấy. Đấy, ok chưa? Tháp mức giá 1.300.000, 13 tầng. Có nghĩa là mỗi tầng 100.000. Mỗi tầng 100.000. Ok chưa? Xong chiếc tháp Văn Xương. Tháp này các bác à, các bác các cô các anh các chị các chú nên có. Không những tặng thầy mà con cái mình cũng nên có những cái này khi con cái mình đi học. Bác cứ muốn đặt những cái thiết bị này, những cái tháp Văn Xương đặt vào đâu thì bác chỉ cần gõ vào Google phong thủy thôi, là cách đặt tháp Văn Xương như thế nào ra hết, kể cả cái hộp tụ bảo này như nào cũng được. Ví dụ đây hộp tụ bảo này là nó tích tụ bảo nó đấy, tụ bảo như thế nào thì các bác cứ gõ lên ông Google. Bây giờ tất cả mọi cái phong thủy đều trả lời ở trên đấy, chứ em Tuấn thì không nắm được. Và em Tuấn thì là chuyên kinh doanh cái hàng bãi hàng đồ, của em thấy có những cái nó hay phong thủy thì em nhập về cho các bác. Đấy, cái hộp tụ bảo này được chưa, nó luôn là đẹp mỹ mãn cho các bác luôn đấy. Kích thước chiều ngang của nó chắc tầm khoảng độ 18-18 đấy, khoảng đấy. Mức giá 2.900.000 hộp này. Còn sang đến đây là cái hộp sông trầm này, thì báo cáo các bác là sông trầm này thì các bác đây nhá, khi sông thì các bác rất là nặng đấy nhá, thì bác nhấc mở cái nắp này ra đấy. Các bác có thể để than, để cái gì trong này được, cứ để than này, để bất cứ một cái vật gì, than hoặc củi cái gì đấy, than vào đây cho bác, để bác cho bổ kết hay cho cái gì vào bác cần sông, hoặc là bác thả nụ trầm vào đây cũng được, đấy là tùy các bác. Đây gọi là cái sông trầm. Và cái sông trầm này các bác có đặt thường hay đặt ở bàn uống nước hoặc bàn làm việc hoặc một số bàn nào nó phải có những cái này thì nó an toàn, nó đỡ bị xảy ra cháy nọ thế kia, rất là an toàn. Hai nữa là nó thể hiện cái sự sang trọng, quý phái, uy quyền. Đấy, sông trầm. Sông trầm này có mức giá là 1.600.000 ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Em cho bưu điện giao hàng toàn quốc cho bác, nên là bác yên tâm nhé. Đấy, ok chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Em Tuấn chào các bác.